hai con giáp đến, thời giàu cạn không nổi, tháng 5, 6, 7 âm lịch, trúng số liên tục. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi một năm trôi qua là mỗi một hành trình mới sẽ được bắt đầu, cũng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một sự lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp được hay không. Thế nhưng, hành trình này lại thường chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt đó là các chòm sao chiếu mệnh. Tử vi năm 2021 cho thấy, trong 3 tháng tới đây sẽ có một số con giáp gặp được nhiều may mắn, cần được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những con giáp này làm gì cũng thuận buồm, xuôi gió, gặp nhiều điều may mắn, thần tài che chở, không chỉ ban cho vận may bất ngờ mà còn được cả thiên địa nhân giúp đỡ, phân lên như diều gặp gió. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được các con giáp cần làm gì và đây là những con giáp nào. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Đầu tiên là tuổi Tuất. Chúc mừng tuổi Tuất là con giáp may mắn thứ nhất nhận được lộc trời ban trong 3 tháng tới. Tuổi Tuất là người đặc trưng bởi lòng chính nghĩa mạnh mẽ. Nếu thấy việc sai trái, bất công thì dù đối phương có mạnh đến đâu, họ cũng có dũng khí đứng lên vì lẽ phải. Họ luôn giang tay giúp đỡ khi gặp người đang rơi vào tình trạng khó khăn, dù cho bản thân mình không được ích lợi gì. Với tính cách như thế này, tuổi Tuất luôn dễ dàng nhận được sự tin tưởng từ mọi người xung quanh. Tuổi Tuất cũng là người có trực quan nhạy bén. Nếu như ai đó tiếp cận họ với ý đồ xấu thì họ có thể cảm nhận và phòng ngừa để không bị rơi vào rắc rối. Ngoài ra, nếu như bạn bè, người thân của họ có phiền muộn, người tuổi Tuất nhanh chóng nhận ra và nhanh chóng an ủi, giải quyết. Tử vi năm Tân Sửu còn nói rằng trong tháng 5, 6, 7 âm lịch, mọi gian khổ và khó khăn đều ở lại nhường chỗ cho tuổi Tuất tận hưởng vinh hoa, phú quý, tài vận khởi sắc bất ngờ. Tuy thời gian đầu tuổi Tuất sẽ gặp một chút khó khăn, nhưng sau đó là vô vàn điều may mắn. Mệnh chủ tuổi Tuất sẽ giảm thăng quan, tiến chức, tăng lương, tăng bổng, cuộc sống cực kỳ an nhàn, viên mãn. Các mối quan hệ xã giao cũng vô cùng tốt đẹp và giúp bản mệnh rất nhiều trong quá trình giải quyết công việc. Tử vi chi tiết của tuổi Tuất theo từng tháng như sau. Tử vi tuổi Tuất tháng 5 âm lịch. Trong tháng Giáp Ngọ bước vào cục diện Dần, Ngọ, Tuất tam hợp nên đây được coi là một tháng vượng đế của bản mệnh. Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất có nhiều dấu hiệu thăng tiến, quan hệ hòa hợp với nguyệt lệnh giúp bản mệnh nâng cao được hiệu suất làm việc, cơ hội được lãnh đạo cất nhắc không hề nhỏ. Bên cạnh đó, dù đầu tháng vẫn gặp chút trở ngại do vận khí xấu từ tháng cũ còn tồn tại, nhưng nhờ khả năng tùy cơ ứng biến mà bản mệnh dễ dàng vượt qua. Lời khuyên dành cho các mệnh chủ tuổi Tuất đó là nên thay đổi, tìm kiếm tư duy mới thì mới có chân trời khác dành cho mệnh chủ. Nếu mệnh chủ muốn thay đổi công việc thì đây là cơ hội trời ban, vì hoa cát vừa là hung tinh vừa là cát tinh. Nếu biết chủ động xoay sở trong khó khăn thì vận xấu sẽ chuyển thành vận cát. Tài lộc khởi sắc, ngõ hỏa ẩm ỉ cháy trong lòng tuổi Tuất sẽ sinh ra vàng bạc đá quý. Lại thêm thiên tài cát thần ẩn giấu trong nguyệt lệnh nên vận khí tài rất tốt cho những mệnh chủ đang làm nghề kinh doanh, nhận lợi nhuận, hoa hồng. Vậy nên tháng này tuổi Tuất cần ngồi đếm tiền.
Vận trình tình cảm của tuổi Tuất trong tháng cũng rất lãng mạn và ngọt ngào. Mệnh chủ độc thân có thể tính tới kế hoạch tương lai, nhưng tránh nóng vội kẻo sẽ hỏng việc. Tuy nhiên, một vài cặp đôi sẽ gặp phải tình trạng tình cảm không nhất quán hoặc do sự phản đối của hai bên gia đình mà chịu sóng gió. Tử vi tuổi Tuất tháng 6 âm lịch. Dự báo tháng Ất Mùi gặp Vất Thổ, tỷ kiên lâm mệnh, vận trình gặp nhiều cạnh tranh bất lợi. Có thể nói mặt công việc của tuổi Tuất trong tháng tương đối vất vả, lao động nhiều mà thành quả đạt được quá ít. Đặc biệt, nam mệnh tuổi Tuất bởi Ất Mậu sinh đào hoa kiếp, mệnh chủ có thể vì tiểu sắc ham mê mà không cần tiền đồ, cho nên cần cẩn thận. Mặt tài lộc, mệnh chủ tuổi Tuất cũng phải lưu ý khi dùng tiền bạc trong tháng, bởi sẽ có các sự cố bất ngờ, may mắn trong vận trình, nhiều cạnh tranh. Bản mệnh có thiên ấn tàng mùi thổ nâng đỡ. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại không ôn hòa. Thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cung cạn. Nhưng tuổi Tuất lại thường xuyên phải bảo vệ ý kiến của mình trước nửa kia. Hơn nữa, Ân Mộc lâm Tuất Thổ gặp Lưu Hà phạm xung. Bản mệnh nên đề phòng và chặn trên đường, ngã xe, chảy máu chân tay. Vì tuổi Tuất tháng 7 âm lịch. Tuổi Tuất bước vào tháng Bính Thân có thân kim tương sinh Mậu Thổ khá tốt đẹp. Nguyên lệnh Bính Thân có chính ấn, thiên ấn tàng địa chi Tuất Thổ cùng tương tác với Thất Sát. Tuổi Tuất có vận mệnh mạnh mẽ, tinh thần làm việc dồi dào, dám làm ngay nếm mật, hành sự quyết đoán. Với ấn tín trong tay, mệnh chủ dễ làm nên nghiệp lớn. Các quan hệ xã giao thân thuộc cũng khiến mặt công việc của tuổi Tuất trở nên thông minh hơn. Gặp rắc rối, có người nâng đỡ. Ngoài ra, vì sự ủng hộ ra mặt của lãnh đạo mà chức vụ của bản mệnh cũng có chiều hướng thay đổi. Tử vi còn cho thấy, vận trình tài lộc của tuổi Tuất hoàn toàn được nguyệt lệnh hỗ trợ. Chính ấn tương sinh Thất Sát, điểm báo cát tường. Bên cạnh đó, vận tài lộc của mệnh chủ sẽ càng tốt đẹp nhờ có thiên ấn che chở tài vận. Vận tiền bạc, đá ngoài được tự tung, tự tác. Vận trình tương sinh cũng sẽ đem lại cho tuổi Tuất mà tình cảm nở hoa rực rỡ. Như mệnh chủ độc thân mỉm cười hạnh phúc, các mệnh chủ có gia đình vững bước thành công. Tuy nhiên chuyện sức khỏe thì đề phòng tử vi không thông bách, bệnh sinh tà. Vậy nên để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tuất hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó xua đuổi vận hạn và hung tinh trong thời gian này. Đồng thời hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Vòng còn giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Tuất. Thứ hai, tuổi Mùi. Chúc mừng tuổi Mùi là con giáp may mắn thứ hai có tên trong danh sách của thần tài trong 3 tháng sắp tới. Tuổi Mùi là người rất nhẹ nhàng và ôn hòa. Ở họ luôn có sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng. Do đó, mọi người xung quanh có thể dễ dàng bắt chuyện với người tuổi Mùi cũng như cảm thấy sự bình tĩnh khi ở gần họ. Người tuổi Mùi sẵn sàng lắng nghe hoặc giúp đỡ ai đó một cách chân thành khi đối phương gặp khó khăn. Họ có khả năng quan sát, tinh tế và nhạy cảm với cảm xúc của người khác nên biết cách xử lý tình thế một cách khéo léo và phù hợp. Chính nhờ đặc điểm trên mà đối với mọi người xung quanh, người tuổi Mùi như một chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy. Theo tử vi tháng 5, tháng 6, tháng 7 âm lịch tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn khi gặp quan hệ nhị hợp và tỷ kiên cát tinh. Công việc của mệnh chủ tuổi Mùi phụ trách đều mang lại nhiều thành quả tốt đẹp, cấp trên cũng có cái nhìn đầy ấn tượng. Tài lộc vì thế mà tăng lên rất nhiều. Vận trình tử vi chi tiết của tháng tuổi Mùi như sau. Tháng 5 âm lịch. Vận trình tử vi mệnh chủ tuổi Mùi bước vào tháng 5 âm lịch thuận lợi nhờ quan hệ Mùi Ngọ nhị hợp. Tháng Giáp Ngọ, mệnh chủ làm việc gì cũng thuận lợi, những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, chưa giải quyết được đều được giải quyết ổn thỏa.
Chỉ cần bản mệnh bỏ thêm chút công sức, đào sâu suy nghĩ sẽ tìm ra được chìa khóa giải quyết. Phần tài lộc nhờ vậy cũng được nhờ cậy mà khấm khá hơn chút. Tuy nhiên trong quan hệ xã giao, bản mệnh cần tiết chế cả tính riêng, tránh để giới hạn tiểu nhân đố kỵ chơi xấu sau lưng. Mà sức khỏe, bản mệnh cũng cần chú ý về gan, mật, vì dương khí thịnh tổn thương trực tiếp tới hai bộ phận. Đồng thời không nên thức khuya, tránh uống nhiều rượu, ngược lại nên uống nhiều nước trắng, thúc đẩy quá trình thải độc nhanh hơn. Mặt tình cảm, bản mệnh cần tận dụng cơ hội tốt để thể hiện mình. Nhìn chung, chỉ có các mệnh chủ đã lập gia đình mới phải lưu ý. Tử vi tháng 6 âm lịch, mệnh chủ tuổi Mùi bước vào tháng Ất Mùi, vận trình có thiên ấn và tỷ kiên song hành, nên thiên về hướng cát tường để bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về mặt công việc. Trong quan hệ địa chi tự hình thì đây là hung vận nhẹ nhất. Công việc còn được bạn bè thân cận giúp đỡ, nhưng tuổi Mùi mà làm ăn với anh em họ hàng thì sẽ không được cát lợi. Mặt tài lộc trong thời gian này gặp ấn tinh tự hình nên chủ bần cùng vất vả. Tuy nhiên, quan hệ xã giao lại thuận lợi nên đường chính tài của bản mệnh sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, trong mặt tình cảm, thất sát tàng mệnh gặp tỷ kiên gây vận vượng cho nữ mệnh tuổi Mùi. Vậy nên nhân duyên với chồng hoặc người yêu không được tốt. Tử vi tuổi Mùi tháng 7 âm lịch. Bước vào tháng Bình Thân, mệnh chủ có một vận trình tương đối khả quan. Thân kim tương hợp Mùi Thổ giúp đoạn đường phấn đấu của mệnh chủ rút ngắn được nhiều thời gian hơn. Trong công việc, bản mệnh cũng được đồng nghiệp và cấp trên hỗ trợ rất tốt. Nguyên lệnh có thân kim gặp Mùi Thổ xuất hiện thiên đức quý nhân chủ về nhân duyên giao tiếp nên tính cách tuổi Mùi có phần thoải mái hơn, cách giải quyết vấn đề cũng linh hoạt hơn. Tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi Mùi cũng cho thấy vận trình tài lộc của mệnh chủ tràn đầy ánh sáng mặt trời. Ngoài quan hệ tương hợp rực rỡ thì quý nhân tài lộc cũng xuất hiện khiến đường tiền tài tươi sáng hơn. Mặt tài lộc của mệnh chủ còn được hỗ trợ tốt hơn khi kim dư quý nhân xuất hiện. Kim dư chỉ xuất hiện khi Mùi Thổ táng chữ ngọn lửa nung chảy thân kim. Vậy nên tuổi Mùi cần trân trọng từng cơ hội tiền bạc được đem tới. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại hoàn toàn ngược lại, tuổi Mùi cần phải đề phòng lưu hà tinh hoạt bạo mệnh. Lưu hà là một hung tinh ít xuất hiện, nhưng khi nó có trong vận trình, bản mệnh phải đề cao cảnh giác, đặc biệt là các quan hệ xã giao xung quanh. Ngoài ra, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Mùi nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút được tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Hơn thế nữa, đó là vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho các mệnh chủ tuổi Mùi. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.